Xin chào các bạn. Trung Quốc nổi tiếng khi luôn gây hấn với các quốc gia trong khu vực, nhất là các nước láng giềng với họ về vấn đề biên giới. Ngay cả Bhutan, một đất nước khá yên lành, vốn chỉ nổi tiếng là quốc gia hạnh phúc mà cũng không yên với Trung Quốc. Cách đây vài năm, hai nước này từng vướng vào tranh chấp một khu vực có tên là Sắc Tèn, một khu bảo tồn tự nhiên. Vậy vì sao Trung Quốc lại ra yêu sách với một khu bảo tồn tự nhiên và nơi đây có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu với kênh thông tin Đó Đây trong clip ngày hôm nay nhé! Khu bảo tồn động vật hoang dã Sắc Tèn ở huyện Chasingang, phía đông Bhutan, giáp biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Sắc Tèn có tổng diện tích khoảng 650 km2 và là khu vực được bảo vệ gần đây của Bhutan. Trước đây, khu bảo tồn này chưa được biết đến nhiều, cho đến khi nơi đây bất ngờ được Trung Quốc tuyên bố tranh chấp chủ quyền. Tại hội nghị trực tuyến của Quỹ Môi trường Toàn cầu ở thủ đô Washington, Mỹ hồi đầu tháng 6 năm 2020 để đưa ra quyết định tài trợ cho các dự án môi trường trên toàn thế giới, Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm phản đối việc cấp vốn cho một dự án ở khu bảo tồn tự nhiên Sắc Tèn thuộc Bhutan. Đại diện của Trung Quốc nói rằng khu bảo tồn tự nhiên Sắc Tèn ở Bhutan là lãnh thổ tranh chấp. Đại diện Trung Quốc nêu quan điểm thế này: khu bảo tồn Sắc Tèn thuộc dự án ID 10561 nằm trong khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Đây là vấn đề nằm trong chương trình nghị sự về ranh giới Trung Quốc-Bhutan. Trung Quốc phản đối và không tham gia quyết định của hội đồng về dự án này. Thời điểm đó, khi Trung Quốc đưa ra tuyên bố, cộng đồng quốc tế hoàn toàn ngỡ ngàng. Vì từ trước tới nay, chưa bao giờ người ta thấy khu vực này có vấn đề về chuyện biên giới lãnh thổ. Tất nhiên, phía Bhutan hoàn toàn bác bỏ yêu sách của thành viên Trung Quốc tại hội đồng. Họ nói rằng khu bảo tồn động vật hoang dã Sắc Tèn là lãnh thổ không thể tách rời và có chủ quyền của Bhutan, chẳng hề có chuyện liên can gì đến Trung Quốc cả. Được biết từ trước tới nay, khu bảo tồn Sắc Tèn chưa bao giờ được nhận tài trợ quốc tế và cũng chưa từng có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến khu vực này. Ấy thế mà đột nhiên nó lại trở nên nóng vì chuyện của Trung Quốc. Đi tìm hiểu sâu hơn thì mới thấy Sắc Tèn thực chất là một khu bảo tồn rất thuần túy, nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm. Khu bảo tồn Sắc Tèn có hệ sinh thái đa dạng, từ các khu rừng lá rộng tới những đồng cỏ núi cao. Nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm như gấu trúc đỏ trú ngụ trong khu bảo tồn này. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều loài quý hiếm mà thôi. Khu bảo tồn trưng bày hệ sinh thái Himalaya vô cùng phong phú. Nó được bao phủ bởi những thảm hoa đỗ quyên dày. Ngoài gấu trúc đỏ thì còn có báo tuyết, hươu sủa, cáo đỏ Himalaya, gấu đen Himalaya, sóc Himalaya và cả người tuyết Yeti. Nói đến người tuyết Yeti thì đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới mà trong rất nhiều năm qua các nhà khoa học vẫn nỗ lực đi tìm câu trả lời. Theo truyền thuyết, người tuyết Yeti là một sinh vật huyền bí ẩn mình tại khu vực núi Himalaya của cao nguyên Tây Tạng, Nepal và Bhutan. Sinh vật này mang hình dáng giống vượn to lớn hơn người thường, có chiều cao tới 2 mét. Nhiều đồn đoán được dấy lên rằng Yeti chính là tổ tiên của loài người, hay có thể là thành viên còn sống sót của một loài người đã tuyệt chủng, hoặc là loài lai giữa người hiện đại và linh trưởng sống lẩn khuất mà khoa học vẫn chưa biết tới. Đến nay chưa ai được thấy Yeti ngoài đời thực bao giờ, nhưng chỉ biết rằng Yeti sinh sống ở khu vực vùng núi Himalaya và có thể xuất hiện ở khu bảo tồn Sắc Tèn mà thôi. Ngoài những sinh vật kể trên thì khu bảo tồn Sắc Tèn còn có nhiều loài chim quý. Nhìn chung, đây là một khu bảo tồn thuần túy với nhiều loài động vật quý hiếm của dãy Himalaya. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Khu bảo tồn cho đến nay vẫn còn rất hoang sơ. Đây là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã được ghé thăm nhiều nhất ở Bhutan. Và tất nhiên, nơi đây cũng có sự hiện diện của các bộ tộc, đặc biệt là những bộ tộc du mục. Có khoảng 6.000 người sinh sống trong khu vực này, ở hai ngôi làng có tên là Merak và Sắc Tèn. Họ sống dựa vào thiên nhiên và nhất là chăn nuôi du mục. Cách tồn tại của họ khác rất nhiều so với con người ở cuộc sống hiện đại bây giờ, thành ra tạo nên sự tò mò cho nhiều người khi tìm tới đây. Tuy nhiên, việc khai thác rừng, thậm chí đốt rừng của họ cũng gây nên những hệ lụy cho môi trường. Nhưng về cơ bản, khu bảo tồn Sắc Tèn vẫn rất hoang sơ. Khỏi phải nói nơi đây đẹp và hoang dã đến như thế nào. Đây là một trong những nơi thích được khám phá bậc nhất của Bhutan. Nhưng như đã nói, sự yên bình của nó đã phần nào bị phá bỏ bởi Trung Quốc.
Người ta nói rằng việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với khu bảo tồn thiên nhiên Sắc Teng không chỉ đơn thuần là hành động đơn phương về biên giới lãnh thổ. Động thái này được cho là nhằm ép buộc Bhutan chấp nhận một thỏa thuận biên giới có lợi với Trung Quốc, đồng thời gây thêm sức ép với Ấn Độ, nước cũng có tranh chấp với Trung Quốc. Nói cách khác, khu bảo tồn Sắc Teng có thể là bàn đạp của Trung Quốc với Ấn Độ, chứ chưa chắc họ đã cần tranh chấp khu vực này. Thực tế trong những năm qua cho thấy, khu vực Sắc Teng không hề xảy ra tranh chấp nào cụ thể. Tất nhiên giữa Trung Quốc và Bhutan không thể tránh khỏi những tranh chấp biên giới. Hai nước đã phát sinh tranh chấp biên giới từ vài thập kỷ trước. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa chính phủ hai nước chỉ giới hạn ở khu vực tranh chấp gồm Jakartlung và Pasamlung ở phía Bắc và Doklam ở phía Tây Bhutan, tức là không hề có Sắc Teng. Bhutan và Trung Quốc đã tổ chức 24 vòng đàm phán về tranh chấp biên giới từ năm 1984, nhưng chỉ giới hạn trong 3 khu vực nói trên, và tới nay chưa tìm ra giải pháp. Vòng đàm phán gần đây diễn ra hồi tháng 7 năm 2018, gần một năm sau khi Bhutan và Ấn Độ giải quyết xong tranh chấp tại cao nguyên Doklam. Trung Quốc và Bhutan đã đạt được nhiều đồng thuận trong vòng đàm phán đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn phát đi thông cáo báo chí cho hay hai bên đã đề xuất tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán về biên giới, tuân thủ sự đồng thuận đã đạt được, cùng duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực biên giới, tạo điều kiện tích cực để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai quốc gia. Thời điểm đó, không ai đề cập đến khu bảo tồn Sắc Teng hay khu vực xung quanh nó là lãnh thổ tranh chấp giữa hai quốc gia. Chính bởi thế, người ta càng có lý do để lo ngại cho hành động của Trung Quốc. Khu bảo tồn Sắc Teng nhờ thế đã nổi tiếng hơn. Nhưng nổi tiếng theo cách này thì chưa chắc đã ổn. Vì như thế, nó cũng bị người ta lo ngại hơn về vấn đề an ninh. Không phải ai cũng sẽ dũng cảm đến với khu vực này để thăm thú, dù nó vốn dĩ là một nơi rất đẹp và có nhiều thắng cảnh thú vị. Đời sống thiên nhiên ở đây như đã nói cũng cực kỳ phong phú, đặc biệt là sự đa dạng của các loài động vật quý hiếm, cũng như đời sống của người dân du mục. Tuy nhiên, người ta nói rằng hai bộ lạc du mục trong khu bảo tồn không mấy thân thiện với du khách, nên đó là điều người ta cảnh báo những người tìm tới khu vực này. Với nhiều người, trải nghiệm ở khu bảo tồn Sắc Teng là giá trị mà họ sẵn sàng đánh đổi, dù cho nơi đây vẫn bị đặt vào vòng tranh chấp biên giới. Dẫu sao, tuyên bố của Trung Quốc cũng chỉ có vậy. Chưa có vấn đề gì lớn xảy ra ở khu vực bảo tồn Sắc Teng này. Hy vọng qua video ngày hôm nay, các bạn đã biết thêm về Sắc Teng, một khu vực tranh chấp giữa biên giới của Trung Quốc và Bhutan, một nơi khá bất ngờ lại xuất hiện trong các tranh chấp biên giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.